1, 2, 3, chúc mừng mọi người. Múc bang đun dừa cúng. Tập hơn. Hôm nay thì... Mình quay thứ 2. Lúc nãy tụi mình có quay rồi nhưng mà bị mất ruột. Nhưng mà hôm nay tụi mình sẽ ăn con đun dừa. Cái này mình mua đặt online xong về mình làm xong rồi cho anh Hoàng ăn. Sẽ cho anh Hoàng ăn? Tại vì không ăn được. Không. anh ăn trước không hay là em ăn trước? Ăn trước được từ nãy ra mấy con rồi các bạn, cay vãi cái đầu đây. Lần thứ hai quay cái ớt nhiều kinh khủng, cay cực. Nãy uống mấy chai nước rồi đấy. Nãy đặt máy quay chán chê các thứ xong. Hết dùng được. Bắt sổ. Ok, ăn trước đây. Anh ăn trước nha. Thôi chủ kênh ăn trước đi, anh ăn trước đi, nó cười chủ kênh mà nó cười người ta khách mà. Mà ăn đi, ăn đi. Nho lành mặt bình tĩnh mặt tận hưởng đúng rồi. Cười lên. Bắt đầu ngủ rồi. Má cái thảo nó được nhớ được. Nhưng mà sao có thể mà nhai ra được nhỉ, mà mình không muốn nhai ra được nha. Anh phải cắn đúng một chỗ xong anh cũng cắn nhúng nhưng mà nó không lại. Chắc là răng anh yếu rồi, răng anh giờ có tuổi mà không còn ngọt như là. Chị không. Sao anh không ăn được ba này? Em đâu anh mới bỏ cái bột lên mà ủ vào cay. Đâm, đặt anh xem đi. Đây. Đâu, cắn mới anh xem đi. Thì cay thiệt nha mọi người, nhưng mà ăn cay thì nó mới đỡ ghê cái miệng. Nhưng Hoàng ăn cay, anh cay gục đã. Đây, em ăn lại nha. Ừ. Ok. Lại nè. Hoàng ơi. Lại nè. Anh Hoàng, anh từ bỏ rồi, mình không từ bỏ được. Tại vì chính nhà mà con lận tiền. Ghê gớm. Nếu mà Thảo ăn hết qua tất cả những người xem video hãy giúp tôi comment mà bấm tim mọi người nhé. Ăn nice. Hết chỗ này luôn hả? Ừ, ăn hết cái con này. Chính làm con mà em mới nói không gì đó. Thôi em để lại mọi người qua mọi người trải nghiệm mỗi người một con. Đó. Mọi người có ai trải nghiệm không? Mình em trải nghiệm không hả? Không có. Còn ngoài ra tim lợn đó. Đó ăn cơ mà. Nè, ăn rất là ngon lành cho mọi người. Cái vị nó cảm hơi béo béo. Wow. Thơm mùi dừa nữa. Wow, đúng là pro player review. Cắn rất là đơn giản luôn, anh Hoàng không cắn được nhưng mình cắn được. Ok, nào ăn đi nào. Nó phải đừng gợn gợn là được nha. Ăn nước đi. Ê, nó ngon nha. Ok, ngon, ăn con nước đi. Ê, ngon thiệt. Anh nói sao ăn con nước đi. Ăn đi. Anh thì hỏi đó. Ê, ngon thiệt. Ngon không? Ngon. Trời ơi, mất cái sụn nó nôn ra mọi người. Ừ. Ớn vậy cả đáy. Ê, không ăn. Này là em vượt qua chính mình, con đầu tiên mình ăn. Ừ. Em ăn xong em bỏ vào miệng. Xong cái vị nó làm em nhợn, xong em như thế này. Nhưng mà nãy em đã nhai thêm hai phát nữa. Thì nó béo thiệt, nó béo xong rồi nó có cái thơm, cái vị dừa thiệt. Ồ, thiệt không? Thấy không? Thiệt. Lạ đi xem cho mọi người kiểm tra lạ này. Lạ một con nữa, lạ đi. Thiệt là em đã cảm nhận được nó vị. Được rồi, ra dáng chủ kênh bếp hai chị em rồi đấy. Nó đã thơm cái vị dừa thiệt. Ok và... đấy. Thử lại nào, thật là ngon lành nè, không nhắm mắt nhắm mũi nè. Múc bang chuẩn chỉnh nè, chuyên nghiệp pro là không đếm điếc gì, ăn lại. Ăn cắn á, ơi. Mặt vui lên, múc bang, cười tươi. Ăn cắn á. Đó. Ừ, răng cái nào có phải. Nhai đàng hoàng. Nhai đàng hoàng, mặt vui lên, nhai liên tục nào. Nhai đi. Anh là áp lực. Không áp lực, nhai đàng hoàng đi. Ăn vẫn hơi ghê một tí nhưng mà ăn được. Mình với múc bang mà ăn hơi ghê một tí. Được không? Em làm lại con nữa cho anh xem này. Được đấy, được nhiều view đấy, video được nào nỗ lực. Lại nè. Nó ủng hộ Thảo đi. Đây. Phải ăn nhiều mới thấy nó ngon mọi người ạ. Kiểu phải ăn nhiều ý, ăn một con chưa thấy nó ngon đâu. Ồ. Ăn hết 2, 4, 6, 8, 10 cho một bài. Có một bài. Tí. À không. Người ta cho. Không, tự nhiên cái được một bài. Đúng rồi, một bài. Gì nữa? Một bài thôi, không có gì nữa. Cho là cũng đòi hỏi. Ôi. 2, 4, 6, 8, 10 con đun dừa. Em ăn như nào kệ em nha. Không ăn như bình thường, ăn từ đấy giờ ăn như nào ăn như vậy. Nhai đàng hoàng mặt tươi vui vẻ. Không, cứ cho đúng cầm. Ê, nhưng mà đó. Nhưng mà như thế này thì làm sao mà chị Vi thử được, chị Vi muốn thử không? Không, chị Vi không muốn thử đâu. Chị Vi không thử. Đừng tố. Ok, hỏi ăn. Ăn nhiều cái này quá có bị làm sao không nhỉ? Không, không bị làm sao. Bổ đấy. Có bị ngộ độc không ạ? Không. Không à. Hết 5 con thì được không? Không. 9 con. 9 con. 9 con chỉ là 0.93. Ngon. Chăn độc đấy. Đấy, được rồi, có được đấy.
Cả đời này mình sẽ không bao giờ ăn lương dừa nữa. Lên huyên. Này, ăn nóng bụi. Ok. 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 Được luôn. Ăn nốt con cuối là xong. Không ai phải một ba. Và con cuối. Thật tuyệt vời. Clip mục bang thật là chuẩn chu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi là video mục bang. Thảo bây giờ không nói được nữa rồi. Cảm ơn mọi người với nỗ lực của Thảo. Mọi người đừng ngần ngại cho một comment, một tim để ủng hộ bếp hai chị em. Video sau Thảo sẽ một mình ăn hết 10 con nhện. Bây giờ là ăn nhện và ăn chuột. Bye mọi người. Mọi người muốn mình đánh hàng mục bang cái gì nữa thì mọi người nhớ comment nha. Một bài của em nhanh.